Anh Hoa ơi, chào chị. Chị ơi, đây có phải cái tổng đài Boyfriend không ạ? Dạ vâng, em muốn hỏi tổng đài của mình có cái cuộc thi Boyfriend Idol, em hỏi thi như thế nào hả chị? À vâng, để tham gia Boyfriend Idol thì bạn chỉ việc gọi điện đến tổng đài của ba cũng không, sau đấy chọn những ba và khi dạ. Vâng, em qua con bạn Nhật Bản muốn thi để em giới thiệu đó chị nhá. Hajimete, watashi ga Maria desu. Nihon kara kimeta. Kudasu 19 sai de okimachi desu ne. Kawaii desu ne. Hai, dozo suzuki onegasimasu. Ôi chị ơi, con bạn em nó bảo là nó muốn thi cái cuộc thi này năm, nhưng mà nó chưa biết là cách giải thưởng như thế nào. Chị ơi, thấy có con bạn Thanh Lan của em ở đây, nó cũng muốn chị thì cho nó thi luôn. Sobrikap, kaprai khói lại, khói lại bà lạ tối, phô thủng là phát bù bùm, khói lại bà lạ tối. Kaprai, kaprai bì tối, mì tên lèo, phọt lèo lại, bà lạ bà. Chị ơi, bạn em nó bảo là thấy có cái... Vâng, thế cái cơ hội trúng thưởng ấy nó có cao không ạ? Cặp rái khỏi cao khỏi. Em thể hiện về sự may mắn của bạn, các bạn nhé. Người được nhiều like nhất sẽ, người được nhiều like bình chọn nhất sẽ là người giành giải nhất ạ. Cặp rái sọt. Giải thưởng lớn nhất của cái cuộc thi này là gì á chị? Cặp sorry cặp. Baby Ford. Baby Ford. Hey, Sarunara.